Hãy biến việc rửa chén trở thành niềm vui với chậu rửa chén chất lượng cao Kruger KF8131FSS80. Thiết kế tinh tế, chất liệu bền bỉ cùng các tính năng vượt trội chắc chắn sẽ khiến quý khách hài lòng. Thiết kế một hố không vách ngăn với các đường cong mềm mại, chậu rửa bát mang đến một nét thanh lịch đương đại cho không gian bếp của quý khách. Kích thước rộng rãi 800x480x210mm, giúp thuận tiện khi thao tác với các vật dụng bếp lớn như nồi, chảo. Cùng kích thước lòng chậu sâu, tăng dung tích hố, hạn chế bắn nước sẽ nâng tầm trải nghiệm của quý khách trong suốt quá trình nấu ăn. Sản phẩm được làm từ vật liệu Bosco 304, có độ dày lên đến 1mm, một loại thép không gỉ inox với khả năng chống ăn mòn, độ bền, độ cứng tốt, giúp chậu bếp luôn giữ vẻ đẹp và sự bền bỉ suốt thời gian dài. Vì được sản xuất bởi tập đoàn Bosco, một công ty thép hàng đầu của Hàn Quốc, nên quý khách sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt vượt trội so với những sản phẩm thông thường, đảm bảo đem lại hài lòng và tin tưởng tuyệt đối. Điểm thích nhất ở sản phẩm này chính là cấu trúc bề mặt lining được dập nổi, đặc biệt tạo ra các khe hở và rãnh nhỏ trên bề mặt chậu bếp, giúp giảm sự tiếp xúc trực tiếp và ma sát giữa vật liệu và các vật cứng khác. Từ đó, giúp phân tán áp lực và chấn động, bảo vệ chậu bếp khỏi những vết xước không mong muốn. Chậu cũng được phủ nano ceramic có khả năng chống bám dầu mỡ vượt trội. Với cấu trúc siêu mịn tạo ra một bề mặt ngăn chặn sự thẩm thấu của dầu mỡ và chất bẩn vào bề mặt chậu bếp. Kết hợp với bề mặt lining sẽ tạo nên một giải pháp hiệu quả chống xước, chống bám dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh chậu và duy trì vẻ sáng bóng. Chậu được áp dụng những công nghệ sản xuất tiên tiến với chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn hoàn thiện cao như công nghệ ép khuôn liền khối. Đây chính là đột phá sáng tạo trong ngành sản xuất. Với phương pháp này, Google đã tạo ra chậu rửa từ một mảnh vật liệu Bosco 304, duy nhất không có mối hàn hay kết nối, và tạo ra một cấu trúc vững chắc, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng. Công nghệ chống ồn nhằm giảm tiếng ồn gây ra khi rửa bát hoặc sử dụng nước trong chậu nhờ vào lớp đệm cao su được đặt dưới chậu bếp. Điều này sẽ tạo ra một môi trường yên tĩnh và êm ái, giúp giảm căng thẳng và tạo ra một trải nghiệm sử dụng thoải mái. Công nghệ chống ngưng tụ hơi nước với lớp sơn chống ngưng tụ sẽ tạo ra một bề mặt không thấm nước, ngăn chặn sự hình thành và tích tụ nước dưới lòng chậu. Đây chính là cách giữ cho khoang tủ của quý khách luôn khô ráo và tránh được nguy cơ ẩm mốc, tích tụ vi khuẩn, côn trùng trong khoang tủ bếp. Bát giác tối ưu 3 lớp với khả năng lọc triệt để, giữ lại toàn bộ cặn bẩn và thoát hết nước, chống tắc nghẽn, đảm bảo cho hệ thống thoát nước vận hành trơn tru, giữ cho chậu bếp luôn khô thoáng, sạch sẽ. Ngoài ra, đáy chậu được thiết kế nghiêng một góc 3-4 độ sẽ luôn đảm bảo thoát nước dễ dàng. Chậu rửa chén Kruger KF8131FSS80 chắc chắn sẽ trở thành một trạm sơ chế tuyệt vời của mọi nội trợ hiện đại, giúp quý khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất, mỗi phút giây vào bếp luôn thật trọn vẹn và hứng khởi. Nhấp vào link dưới để mua ngay hôm nay và nhận ưu đãi đặc biệt từ Khánh Vy Home nhé. Khánh Vy Home là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm nhà bếp, phòng tắm cao cấp và giải pháp lọc nước hàng đầu. Quý khách sẽ được lựa chọn từ nhiều thương hiệu hàng đầu với đa dạng mức giá cùng những chính sách hấp dẫn đi kèm. Cam kết 100% sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nhà nhanh chóng, lắp đặt miễn phí lúc giao hàng, đổi trả và bảo hành dễ dàng. Khánh Vy Home thêm ưu đãi, tránh lãng phí, đồng hành cùng các đối tác thiết kế nội thất và xây dựng. Liên hệ ngay số hotline 1800 64 64 10 để được tư vấn chi tiết nhất.